Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước để việc xảy ra. Khi việc xảy đến các con tin, Thầy không còn nói nhiều với các con nữa vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Đó là lời Chúa. Xin là trân trọng kính chào cả nhà. Thầy ban bình an của Thầy không như thế gian ban tặng. Bây giờ chúng ta tưởng tượng nhé, nhà mình đang cháy, nhà thờ đang cháy. Nói về bảo xui, mình đang tưởng tượng nó mới ra chuyện. Chuyện nhà mình chứ còn chuyện hàng xóm cháy mình cố tay ghê. Thiên hạ thấy đứng chờ tơ coi phim rồi. Nhà mình đang cháy, trời đất ơi, đứng chờ trời, có ai cứu đâu. Tan tan hết sự nghiệp lễ trọng. Vàng thì nó chảy thành khối, nhưng mà hôm đó xui để quá trời tiền đô la cháy rồi mất. Buồn lo khủng khiếp. Tự nhiên bên ngoài có một ai đặt bàn tay trên vai chúng ta nói: đừng sợ, có tôi đây. Không biết cái ông đó nói gì, làm gì. Tự nhiên mình nghe cái âm thanh đó, tự nhiên thấy nó ấm. Cái bình an bất chợt nó xảy đến làm cho chúng ta không bị liên, bị điên, lăn lộn, cào cấu. Cho nên chúng ta thấy hôm nay Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng, cái tình yêu của Thiên Chúa ở nơi Đức Giêsu rất người. Tình yêu ấy lan tỏa giúp cho các môn đệ vững vàng vượt qua gian nan, và Chúa Giêsu đã để lại một cái thứ bình an. Nó là một cái thứ vũ khí chống lại mọi sự sợ hãi của thế gian. Vậy đó là thứ bình an nào? Bình an của Thiên Chúa chúng ta biết, nó khiến cho các môn đệ mạnh mẽ, từ sợ chui rúc cho tới khi Chúa phục sinh, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ, bỗng ông mở bung cửa ra, bắt tù à, chơi luôn, chết hả, em chịu luôn. Cái đó là một cách gọi là vũ khí bất bạo lực, bất bạo động mà các môn đệ có trong mình để có thể đương đầu, có thể rao giảng Chúa cho toàn cầu như ngày hôm nay. Vậy đó là thứ bình an nào? Bình an mà khiến cho các môn đệ tin, xưng đức tin, không sợ hãi dù cả cái chết. Trong khi chúng ta thấy nó không giống bình an của nhân loại. Cái thứ bình an mà chúng ta thấy ở trên báo đài bấp bênh, ngay giữa những cái nước gọi là cường quốc thế giới, Mỹ đồ hả, này kia bảo kê rất là kỹ, nhưng mà một máy bay nó phim phát ra xiêm vào một cái nhà ngày 11 tháng 9 đồ hả, cháy trục đó. Rồi bao nhiêu chuyện ôm bom rớt máy bay, thất nghiệp các nước giàu có trên thế giới. Rồi tưởng là an toàn, đâu còn nữa. Ngay cái mà chúng ta thấy mọi vinh hoa vũ khí y học bậc nhất cũng tiêu khi một cái con bé xíu corona xuất hiện. Cha mẹ nó quật tay bành tay quắt hết trơn cả nhà. Người ta tung tiền từ trên tầng cao như giấy bụi, bởi vì họ không được cứu nữa, bởi vì ngày mai họ sẽ chết. Có những cái tiền muốn không làm cho họ được bình an. Ngay ở Việt Nam chúng ta có thể cảm được sự bình an ấy cũng không đem lại cho những người sở hữu tiền bạc một giấc ngủ ngon, bởi vì cứ nửa đêm cục cạch sợ trộm vào. Bà
con nhớ cái câu chuyện của thằng nó vuốt lùa cái nhà bán vàng đấy, từ trên xuống dưới không còn mạng nào. Từ đó chủ nhà phải xây nhà tường cao lên, cao dần che luôn tình người với nhau, không dám tới lui tương tác với nhau nữa. Hoặc là chúng ta thấy đôi khi chúng ta kiếm tiền liêm chính, không có gian dối, không có lừa đảo, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy làm quá đầu tắt mặt tối ha. Chúng ta không còn thấy cái sự linh thiêng cao đẹp của cuộc sống, trong khi chúng ta theo Chúa, nghe Chúa dạy là phải tha thứ, thường thu thiệp, nhưng chúng ta được bình an. Ở đời nó làm gì? Ra đường kẹt xe, Chúa bỏ tha không, họ sợ, sự cuối cùng sao? Đứa đi tù, đứa chết, mất mạng. Rõ ràng khi chúng ta dựa vào một cái sự bình an mong manh của thế gian này như là chúng ta đang ôm một cái bom nổ chậm vậy. Nó chẳng cho chúng ta một cái sự yên ổn ngay tại lúc này và ở đời này. Mà nữa, chết rồi, tiền muôn chúng ta, trời đất ơi, cả nhà ơi, chết rồi tan biến như là nước bốc hơi. Không mang được gì đâu. Mà cái chính điều này á, làm cho chúng ta không bình an lúc này. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ tới cái chết nó rồng rệt bao nhiêu tài sản ha, bao nhiêu địa vị ha, đánh đổi hết. Trong khi đó, anh chị em mình, tôi cứ nói anh chị em mình là cả nhà điềm tĩnh tự tại ngay lúc này, vào cái giây phút này, phó thác hết cho Chúa, công ăn việc làm vứt hết, đúng không cả nhà? Vứt hết, phó thác cho Chúa. Và cái mà anh chị em có kinh nghiệm lắm đó là từ nhà thờ xong lễ đi về, ôi cha, bình an thật sự đó. Cái bình an mà chúng ta thấy đi tung tăng, người ta cũng giờ này nhưng mà tại sao người ta đang vất vả còn mình đang tung tăng, chẳng đói chẳng chết à, nhưng mà mình có được bình an. Và cái đó là cái nhen nhóm mà chúng ta cảm được cái bình an của Chúa đó cả nhà. Nó không giống bình an ở đời. Và vì vậy anh chị em cố gắng làm sao giữ được cái bình an nội tại đó luôn luôn có mãi mãi. Và như vậy chúng ta cứ dập dần đi từng ngày rồi cũng tới cái chết thôi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đang được hưởng cái mà nhiều người không đang có.